Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, hơn 300 tay đua chuyên nghiệp và bảng chuyên nghiệp giải Cup Bờ Đờ Huế 2019 đã tham gia tranh tài chặng đua mở màn tại Vườn Quốc gia Bạch Mã. Thời tiết thuận lợi trong ngày thi đấu đầu tiên cùng với cảnh quan núi rừng thiên nhiên hùng vĩ của Bạch Mã đã để lại ấn tượng tốt đẹp cho cả cuộc đời. Đúng 7 giờ 30, các tay đua lần lượt xuất phát từ chân núi Bạch Mã để hoàn thành quãng đường leo núi được đánh giá có độ khó cao, bởi chênh lệch độ cao so với mực nước biển là 1.260m. Điều thú vị trên chặng đua này là ngoài những khúc cua tay áo quanh co hiểm trở đặc trưng của vùng núi Bạch Mã, hơn 90% cung đường đều được che phủ bởi bóng cây xanh mát. Xa xa là tiếng chim hót ríu rít hay những chú khỉ nghịch ngợm nô đùa, mang lại cảm giác hòa mình vào thiên nhiên cho những tay đua ưa mạo hiểm và khám phá. Thưa quý vị, tôi đang có mặt tại Vườn Quốc gia Bạch Mã. Đây là đường đua chính của chặng đua vua leo núi Bạch Mã Laguna tại Cup Đại Huế 2019. Đường đua dài 15 km, lạc giữa hệ sinh thái rộng lớn và đa dạng của Vườn Quốc gia Bạch Mã, chắc chắn sẽ mang lại những trải nghiệm khó quên đối với những cuộc rơ trong nước và quốc tế tham gia tại giải lần này. Bản thân tôi tham gia các nhiều giải, nhưng mà đến với cái giải huyết này tôi cảm thấy có một cái điều khác lạ. Đó là một cung đường rất là đặc biệt với 15 km với độ dốc trên 10% và đi giữa các rừng thiên nhiên tuyệt đẹp. Tôi cảm thấy là rất là thoải mái, cũng làm cho tôi tăng thêm sức mạnh để đạt về đến đích. Cảnh tượng nơi đây khiến tôi như rơi vào chốn thiên đàng với núi non trùng điệp và những áng mây bay ngay trước mặt. Chắc chắn tôi sẽ trở lại Huế để tham gia giải năm sau. Trái với những lo ngại trước ngày thi đấu khi toàn tỉnh liên tục xuất hiện mưa, khiến công tác đảm bảo an toàn cho vận động viên gặp nhiều khó khăn. Trong ngày thi đấu mở màn của Cup Bờ Đờ Huế 2019, thời tiết của núi rừng Bạch Mã đặc biệt thuận lợi khi có nắng nhẹ, ít sương mù, khiến cho các vận động viên có thể thể hiện hết 100% khả năng, giúp cho cả cuộc so kè trở nên chất lượng hơn. Chung cuộc sau hơn 1 giờ thi đấu, tay đua Javier Sadapere của đội đua thành phố Hồ Chí Minh về nhất hạng chuyên nghiệp, tay đua Jack Van Noorel của Hà Lan về nhất hạng bảng chuyên. Tôi nghĩ chúng tôi đã khá may mắn khi thời tiết hôm nay thật dễ chịu, mọi thứ đã diễn ra suôn sẻ và tôi rất vui mừng khi mọi người đều hoàn thành chặng đua, tất cả đều là nhà vô địch. Kết thúc chặng đua mở màn với nhiều trải nghiệm đáng nhớ, vào rạng sáng mai vào lúc 5 giờ, hơn 300 tay đua sẽ tiếp tục tranh tài tại hai chặng đua chính là Grand Fondo với lộ trình 150 km từ Huế, A Lưới và Hát Fondo với lộ trình 75 km. Ngoài sự kiện chính, sẽ diễn ra song song hoạt động đạp xe tuần hành hưởng ứng của cộng đồng.